Đoán xem căn hộ có tiêu chuẩn bàn giao như thế này, thiết kế sảnh và thang máy lung linh như một khách sạn, và tiện ích nội khu đẳng cấp thế này sẽ có mức giá là bao nhiêu? Nguồn cung căn hộ trong 2 năm tới tại thành phố Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở phân khúc từ 5 đến 10 tỷ đồng và gần như vắng mặt phân khúc căn hộ từ 3 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa rất khó để tìm được một sản phẩm giá tốt với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp đi kèm vị trí đẹp. Nhưng khó không có nghĩa là không có. Hiện tại, Thiên Bảo đang có một căn hộ hội tụ đầy đủ những yếu tố trên, nhưng giá chỉ từ 3 đến 5 tỷ, đặc biệt thanh toán chỉ 20%, nhận nhà ở ngay. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ của Maxrai Home được bàn giao nội thất cao cấp và sang trọng. Căn hộ được trang bị cửa đôi 2 cánh và được mọc một lớp lam đồng vô cùng sang trọng, với độ rộng là 1m35 và chiều cao lên tới là 2m4. Ngoài ra, chủ đầu tư còn trang bị mắt thần và hệ thống khóa mang thương hiệu Hafele. Dễ thấy nhất chính là khu vực bếp có đầy đủ tủ bếp trên, bếp dưới, máy hút mùi, lò nướng và bếp từ, vòi rửa, được nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu quốc tế Hafele. Bố trí một phòng ngủ nhỏ và một phòng ngủ master, được lắp đặt hệ kính lớn, không gian luôn ngập tràn ánh sáng, tầm view đắt giá trực diện về công viên 36 hectare và sông Đồng Nai tuyệt đẹp. Nhà vệ sinh cũng được bàn giao full các thiết bị hiện đại đến từ thương hiệu Kohler của Mỹ. Cuối cùng là khu vực loggia rộng rãi để đặt máy giặt, cục nóng hoặc thiết kế thêm giàn phơi. Ở sang khỏi bàn còn sống sướng là như thế nào? Mời anh chị cùng Thiên Bảo di chuyển xuống nội khu để có câu trả lời nhé. Khu cẩm mau an ninh, riêng tư, xanh mát chẳng khác gì một resort 5 sao với hồ bơi phi thuyền, khu vui chơi trẻ em cùng với công viên rộng lớn. Khi tham quan thực tế, anh chị sẽ thấy cảnh quan nội khu rộng hơn và đẹp hơn rất nhiều so với video. Hơn thế, muôn vàn tiện ích liền kề như Vincom, VinWonder, đại công viên 36 hectare, VinSchool, VinMake, tuyến đường vành đai 3 là minh chứng chuẩn sống sướng và tiềm năng sinh lời của Mastery Central Point và Lumiere Boulevard. Một giây chần chừ đồng nghĩa với cơ hội sở hữu đang bị thu hẹp lại và giá trị căn hộ ngày càng tăng cao. Hiện tại, Đông Tây Land đang có giỏ hàng giá tốt nhất, đẹp nhất, mua trực tiếp từ chủ đầu tư Maxrai Home. Hãy liên hệ ngay hotline 0977 48 7777 để dọn về nhà mình thôi quý anh chị ơi.